Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì tăng lên một cái video để thanh lý một số xe. Đó, một số xe hiện tại là xe tải, xe công, xe Hino thì tăng thanh lý. Đó thì anh em nào mà thích xe nào á thì gọi điện cho Tân 0902 937 715 để mình chốt cái mẫu xe mình yêu thích ha. Thì trong cái phiên live này á, thì Tân thanh lý rất là rẻ. Nói chung là tăng thêm lý rẻ để mà mình xả hàng á, để cho nó nhanh đó. Rồi bây giờ ta sẽ review từng chiếc ha. Đây là chiếc xe màu đỏ nè, bánh xe to nè, rất là ngầu luôn, các bạn thấy không? Bạn xe xe to đó thì chiếc này giá của nó là 6 triệu, 6 triệu các bạn ha. Nhưng mà trong cái phiên live này tăng sale á là chỉ có 3 triệu thôi, các bạn xem này đó. Đó, chiếc này 3 triệu chiếc này. Chiếc xe đỏ các bạn, mình rất ngầu luôn. Đầy đủ điều khiển ha, về là chạy thôi. Về thêm pin như là chạy. Tiếp theo là chiếc này cũng vậy, cabin này không là 2 triệu rồi các bạn này. Đó, kit của nó là cũng kit rất là xịn này các bạn thấy không? Kit là full kim loại luôn. Cái mâm cũng là mâm full kim loại luôn này. À, cái này giá cũng là 6 triệu nhưng mà tân sale lại chỉ còn có 3 triệu cho các bạn thôi. Là chiếc xe Hyundai. Đó, chiếc xe này các bạn, ba chân tay khiển Flysky luôn nè. Chiếc này mới cũng là 6 triệu nè. Giờ sale lại cho các bạn 3 triệu nha. À, chiếc này là sale cho bạn 3 triệu nè. Đó. Và đây, chiếc này là cũng giá mới của nó là 6 triệu này, ba cầu các bạn nha. Là ba cầu này. Đó, ba cầu này, sale cho các bạn 3 triệu. Rồi chiếc xe này. Chiếc xe này là giá mới của nó là 8 triệu các bạn nè. Bốn cầu các bạn nha, chiếc này bốn cầu, bánh xe của nó rất là xịn sò này, xe cho các bạn 4 triệu. Ở đây là các bạn nào thiện chí mua thì mới inbox Zalo cho Tân ha, và không trả giá các bạn nha, tại vì Tân đã bán rất là rẻ, Tân muốn thanh lý nhanh ngay và luôn nên là ra là không cần phải trả giá. Các bạn thấy được thì gọi điện cho Tân đó, còn không thì mình cứ xem giao lưu thôi. Đó, chiếc này 4 triệu bốn cầu các bạn nha. Đó, cái bánh xe này bánh xe xịn của châu Âu luôn các bạn thấy không? Mâm của nó xịn đây, rất là xịn. Tiếp theo là cái cabin này 700 các bạn nhé, cabin Hyundai 700. Và cái chiếc xanh này cũng là 3 triệu luôn, mới của nó 6 triệu, xanh là nó là 3 triệu về là chạy thôi, đèn đóm rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp chiếc xanh này luôn. Đây là chỉ có chiếc này, chiếc đầu kéo này, các bạn thấy không? Chiếc đầu kéo Scania này mới 98% này, cửa mở này. Đó, còn cái này thấy cái nước sơn của nó rất là bóng các bạn, nước sơn còn rất bóng, cái móc của nó dài này, đó móc của nó rất là dài, dài tới kia luôn các bạn thấy không? Móc nó dài. À, chiếc này là 16 triệu các bạn nha. À, chiếc này 16 triệu cộng cái móc 4 triệu là 20 triệu. Nhưng mà giờ thanh lý cho các bạn, thanh lý cho các bạn chiếc này là thanh lý cho các bạn 11 triệu rồi. À, 2 triệu thanh lý là 11 triệu. Còn chiếc Hino là các bạn này, Logistics này, ba cầu này, đó ba cầu là chạy mâm mâm của nó này. Chiếc này 20 triệu các bạn nha, thanh lý cho các bạn là 12 triệu. Đấy, chiếc này Hino. Đó, các bạn thích chiếc nào thì inbox cho Tân hoặc là gọi điện cho Tân 0902 977 715 nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.